Xin kính chào quý bà con, kênh Nhà Nông Miền Tây chuyên mục giá cả thị trường nông sản xin tiếp tục cập nhật giá ớt các loại hàng ngày cho quý bà con tham khảo. Giá ớt hôm nay thứ Sáu ngày 6 tháng 5 năm 2022 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long hôm nay ổn định đi ngang. Giá kênh cung cấp hiện tại là giá thương lái mua tại rẫy tại Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang và chỉ có tính tham khảo vì giá ớt thay đổi từng địa phương và từng ngày nhà quý bà con. Giá ớt cụ thể như sau. Ớt chỉ thiên tại Vĩnh Long, Đồng Tháp 20.000 đến 30.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ, An Giang 20.000 đến 29.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh 20.000 đến 29.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng 20.000 đến 29.000 đồng mỗi kg, ớt sừng vàng đẹp cổ nhất 25.000 đến 30.000 đồng mỗi kg, ớt sừng vàng cổ nhì 20.000 đến 23.000 đồng mỗi kg, ớt hiểm xanh 30.000 đến 35.000 đồng mỗi kg giá tăng nhẹ, ớt chuông xanh 40.000 đến 43.000 đồng mỗi kg. Trên đây là giá thực tế bà con bán tại rẫy hôm nay. Giá có thể chênh lệch từ 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg tùy theo lái, tùy theo khu vực và tùy theo sức mua từng nơi khác nhau nha quý bà con. Quý bà con nào đã bán có giá xin vui lòng bình luận bên dưới để cập nhật chính xác tình hình giá ớt cho bà con tham khảo nha. Ngoài giá ớt, kênh còn cung cấp giá mít, giá thanh long, giá sầu riêng, giá lúa, giá phân bón cho quý bà con tham khảo nữa nha. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi thêm nhiều thông tin của kênh. Xin kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.